cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Huy và Family Cuộc Sống Mỹ. Mọi người ơi, ngày hôm qua ở trên kênh HTV7 vừa có chiếu lên một cái chương trình mà Người Kết Nối, mà trong đó là Ngọc là nhân vật chính của chương trình đó. Thì nếu như mà các bạn nào chưa kịp xem TV của ngày hôm qua thì hôm nay các bạn có thể bấm vô cái link Ngọc sẽ pin ở dưới, ghim dưới phần cái comment, để các bạn có thể xem cái video clip cuộc phỏng vấn của Ngọc ngày hôm qua với chị Cát Tường của chương trình Người Kết Nối của chương trình HTV7 nha. Nhớ bấm cái link comment ở dưới để xem cái video clip nha. Cảm ơn mọi người. Ok, vậy đi chú ha. Ừ, bây giờ. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì cả nhà. Ngọc với chú Bình với ba là bây giờ sẽ đi lên chợ Hàn Quốc để mua đồ về cho cả nhà ăn. Con muốn đi nữa hả? Một chút nữa mày về mày chở con đi Target với đi trampoline nha. Ok, cho ba mặc đồ ấm chưa? Ấm rồi, ok rồi. Rồi, chú cũng ấm áp ha. Ấm áp rồi. Rồi, để con mang giày mang vô đâu cho coi. Mẹ ở nhà nha mẹ. Cho con ở nhà nha, cho con. Cho con. Để con. Đi kiếm cho mẹ đâu giớ coi. Giờ đi kiếm cho mẹ đâu giớ coi. Hả? Hả, có giớ không? Đang mượn. Rồi, chú chở đi chú. Với ba ngồi trước đi, con ngồi sao cho. Này là hả, hai người đàn ông đi chợ nha. Tại xe Ngọc đang để ở ngoài nên là lấy xe Ngọc đi luôn cho nó tiện. Rồi đây thì bây giờ đã tới chợ Hàn Quốc rồi mọi người. Hôm nay trời cũng đẹp á chú hả? Trời quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Trời giờ nó đẹp rồi đó con. Dạ. Lạnh nhưng mà có nắng là ấm là đẹp. Gió không bão bùng gì hết. À, bạn thấy ba Ngọc đẩy xe không? Chú điền trước, Ngọc điền sau quay. Để coi chú lấy gì. Ừ, chú lấy cải. Mà có bắp chuối nè. Ôi, cái bắp chuối nè. Ba có bắp chuối nè ba. Bạc Hà, đó là ba nè. Ba Bạc Hà nhìn tội nghiệp quá vậy. Bạc Hà nhìn tội nghiệp quá. Cải này mình ăn thịt nướng đó ba. Chú có lửa bó nào tươi tươi thì được rồi. Hai bó chú. À, mở bịch ra. Bỏ cải vô. Thường thường mấy bạn thấy mấy cái cảnh này thì thiếu quay thấy nó bình thường ha. Chú. Chú thì ra tay đi chợ. Chú đây ra tay đi chợ. Chú với ba kìa con ạ. Hai nay mà tác cũng vui vẻ lắm. Một bó đó, ok, chiên bó nó được rồi đó chú, đúng rồi đó, bó nó được rồi. Rồi. Tiếp theo. Rồi, lấy nấm. Đúng rồi, ăn cái này phải có nấm mới ngon chú ha. Mà cái thịt nướng này là để ăn cho buổi chiều các bạn. Chứ còn bây giờ thì chưa. Nấm này hả chú ha? Rồi, nấm này. Này mình sắc lát ra. Này là giống như là king phải không? King mushroom. Đó. Một hộp như vậy là cỡ chừng 110.000 hả các bạn? Cắt sẵn hả chú? Cắt sẵn thì mình khỏi cắt đó. Đúng rồi. Ở dưới con là bữa ba có đi chợ Hàn Quốc rồi phải không? Mà chợ của con nó nhỏ hơn chợ này. Trời lớn lắm. Cái đó khỏi còn bỏ hộp chú. Mua xì xì để cho mày ăn thử ra. Mua mấy cái không phải, biết sao mua mấy cái này cũng ngon nè. Cái này cũng ngon. Này cơm nữa nè. À cơm đó. Cơm vịt nè. Cơm thịt bò xào ba con ăn cũng ngon nè. Đấy. Mua này cho nó nhiều màu sắc đi. Một cái nè, con gà nè. Đúng rồi, gà đó. Mua cái mua thứ đi. Khoan, cái này lấy cái này ha, này cho ba trước nè. Bento nè. Giờ nè, thím là thì chú nghĩ thím thích ăn cái gì nè. Thím thích ăn cái gì nè. Coi coi cái này là gì đây. Ồ, cái này là cánh chân gà. Ủa không không, cái này cá, cá. Fish. Cái này chicken nè, cái này thử cho thím nè. Thím ăn gà à. Hay là cái này là dưới này là gì, cái này là cũng là gà thím luôn gà. Nè. Ừ, lạ lạ vậy.
chú ăn luôn, chú ăn gà được mà. Được. Chú ăn gà này đi. Ừ. Chú ăn gà này đi. Rồi cái này là có cá, này là con lươn này chú nè. Ờ, lương đó, lương chú ăn được không? Ừ. Con đâu mẹ đâu, con đâu? Con ở đâu, con đang câu đó. Cái này gì ta? Shrimp hả? Cái này là tôm hả? Ok, ăn con ăn này đi. Thím đâu? À, có ba nè nha, có chú nè nha, có con nè nha, bây giờ thím nè. Ở đằng kia có nữa kìa, mình đi lại đằng kia nữa đi. Có, đi đằng kia đi chú. Mua này trước đi, đều lại đằng kia nó có cái chỗ. Ngọc không, lâu quá Ngọc không tới nên không biết là mua ở đây là cả. Tâm sang đi ta. À, đi ngàn, ngàn luôn. Đi sâu súc cam in. Nó đi ngàn dữ mà. Ba, cái này có lý là ba nè. À cái đó, đó. Chiều nay là ba ăn có lý nè. Cái đó đó, cái đó đi. Ừ. Chú muốn mua cái hộp lớn hộp còn nhỏ? À cái hộp lớn đi. Lớn đi ha. Cái này là cái giống như là thịt, cái chân giò của cổ heo quá. Đúng rồi. Dạ. À, nó cũng giống na ná bên kia ha. Nó có xôi, có đồ đó con thấy không? Không, cái này là cơm giống như chú mà mốt làm cơm này tốt nè. Mua cho chú cái đó đi, đi chú bỏ bỏ trong tủ lạnh đó, đói đói đó chưa ăn. Cơm này cơm nó khác cơm trắng. Nước đúng rồi đó, giống y vậy đó. Rồi mua phần này nè, rồi. Nhiều thì dễ. Ờ, mình để mình ăn tới chiều tối mà. Ờ. Rồi, đằng đây thì mình mua mấy cái miếng này đi. Đó, ăn cá. Mình chơi gì cho nó lạ đi. Mua này đi, mua này đi. Ăn với lại. Rồi đó, thì vậy là hôm qua mình chuyển lại nha. Mấy cái địa là ok đó. Đầy đủ không? Đầy đủ ok, ngon lành rồi đó. Giờ mình đợi đi mua thịt bà, gà, bò nữa. Đúng rồi. Vậy thôi. Sushi thì bà con không được rồi. Trong này là đầy đủ lắm anh Bố ơi. Đồ rất là đầy đủ ơi. Ba mọi người hãy nói ủa, sao ba Ngọc hay nói tôi quá ok. Quá ok là dữ lắm rồi đó. Ok, về tới nhà rồi, để Ngọc phụ xách đồ vô, để con xách cho bà, để con xách cái này cho. Rồi, con hai bịch, chú hai bịch, à, ba hai bịch luôn rồi xong. Rồi, bấm nút xuống. Chú khóa xe lại con nha. Rồi, bây giờ là cả nhà mình đã về. Khui, mà con biết kiếm thích ăn này nè, ha. Phải không? Rồi, cái, ủa? Mấy cái hộp cơm đó mua về, mấy cái hộp cơm bên kia nè mẹ, mày đem qua đây. À, cái mình thì mình để đó nè, thím nè, mua chấm này nữa nè. Cơm kim chi với lại trứng ăn chung với cá, đòi gì nữa. Chết rồi, chay bây giờ nó ngồi nó giận, nó nói tại sao thấy đồ ăn mà không có của nó, trời ơi giận đi qua bên này. Trời ơi giận luôn rồi, chết rồi. Cô chú nói sao mà mấy ngày nay không có thấy được video trên kênh của chay. Trời đất ơi, không có, trời ơi giận đi xa luôn. Để mẹ kể nghe, để mẹ ăn xong mẹ no bụng, mẹ chở đi Target với lại đi trampoline. Ok. Trời ơi, giận cái thằng bạc quá, đập cho ra giờ. Giận hả? Lỡ quỳ kia, giận thì lỡ thằng kia quỳ gối mặt cho tường. Vậy thôi. Dạ để về ăn luôn ok. Dạ. Rồi, quỳ gối mặt vô tường. Yeah! Giỏi. Trời, mặt bắt đợn rồi. Dừng lại, không giỡn, giỡn được rồi. Đủ rồi, không có được dậm chân ầm ầm, nghe chưa? Như vậy là mình hổn đối với mẹ mình, nghe không? Mà nãy giờ mình giỡn đó. Nhưng mà mình mà dậm chân mà mình, như vậy là mình hổn với mẹ của mình. Bây giờ con muốn ăn gì nè, nói mẹ nghe. Trời, giận rồi, thôi vậy thôi. Ngồi đó ăn không khí đi nha, hít thở không khí trong lành đi. Đây, bây giờ là kỹ lưỡng từng ở trong hộp cơm có gì nè, có thịt gà nè các bạn, có cơm nè, có rong biển nè, rau rau nè, dĩ dĩ nước mắm, bài cho bạn nước mắm. Rồi cái này là hả, miếng này là để coi có đủ vị chưa, cái mình xịt nước tương với ớt. Cái này là cơm kim chi chi trứng nè. Đó, để chị bảy làm cho, để chị bảy đó. Cái này là cơm.
Ba ăn cơm với lại thịt bò nè. Bò. Không. Hả? Bỏ ra nước tương không à? Bây giờ qua đây cái ngày nào cũng đòi miếng nước mắm. Ủa sao kỳ vậy? Ăn nước tương không á. Còn mà ngoại đang làm gì ngoại? Mẹ con trai nó ho, nó có bị đàm cổ mà. À mẹ sắc trái cơm đó hả? Cắt thơm cho em ăn mà nó ăn tươi, nó hơi chua chua nên mẹ xem lên. Xem lên cho bớt chua. Trời nó cũng muốn ăn rồi ngoại ơi. Muốn ăn gì? Ok, thím với mọi người ngồi ấy đây. Ngồi quay cho. Mà gái đứng luôn đi, đứng gần gần như này, sát sát lại bên nhau. Cho nó tình cảm. Đấy luôn. Đầy đủ rồi chú hả? Ừ, chú thì ăn cái gạo lứt màu lẹ. Dạ. Mẹ ngồi đây mẹ. Làm hàng gửi, bởi vì mấy bên đây đóng hàng gửi quá trời. Còn con cũng nghe điện thoại liên tục để con gửi đơn gì cho Điều Huynh bán. Quá trời cảm ơn tất cả mọi người rất rất là nhiều luôn. Sự yêu thương và ủng hộ, tin tưởng của mọi người dành cho gia đình, dành cho những cái phản sản phẩm của gia đình rất là nhiều luôn. Kim chi. Rồi chú ăn cái gạo lứt thôi, mời đại gia đình nha. Mời cả nhà mình nha, dùng bữa với gia đình con nha. Rồi xin mời cả nhà. Làm gì ạ? Con ăn gì, cha ăn gì nói ngoài nghe coi. Xin mời, xin mời. Rồi xin mời. Mọi người ăn đi. Ngoại ơi, bây giờ cái này chín chưa, nó muốn ăn nè ngoại nè, để con lấy cho nha. À, mọi người ăn bình thường đi. Ăn cho ngon miệng đi để con. Ăn gạo lứt rồi cũng nhai kỹ kỹ. Cá này ngon đấy ba ơi. Ngon, cá hố ngon. Cái cây cơm này giống như cơm hộp bên Việt Nam mình nè cả nhà. Đó, hôm nay là đầu tiên. Cá hố ngon quá. Lần đầu tiên qua ăn cơm hộp. Ăn cơm hộp cho biết. Cơm này của Nhật. Ăn cơm hộp cho biết. Ngon. Miếng này cũng ngon, nó 300 cái hộp nha. Ở trong cái hộp này. Giờ thấy anh ăn sức. Chưa thì được. Ở trong cái hộp này cũng đầy đủ. Rau. Nếu mà rong biển nữa này nè kia. Thịt gà. Mẹ thử miếng thịt gà đi. Cái đó mẹ của mẹ là tôm đó nè. Này hả con? Có cái đó của mẹ là tôm chiên á. Ủa vậy nãy với Phượng hỏi nhà nó cá. Nhìn giống cá nhưng mà nó không có tôm chiên. Em ăn em cũng thấy giống tôm. Ủa sao lại cá thôi. Biết biết. Ngon phải không? Mấy cái gì mà chưa? Hồi nãy con nhớ mình có mua con cá béo béo không à. Chắc lấy ra chưa hết hả? Còn cá thì dài quá không? Ừ, cá béo béo thì dài nè. Trời ơi, thịt chiên á. Không thể thiếu nào cá này được, cá này là cá thu nhật. Cái thịt chiên nó thấy thiếu thiếu cái gì. Lấy ra ăn. Ăn bỏ đi, ăn nhà hàng ngon ngon ngon. Ăn nhà hàng cũng có mẹ đâu mà ăn nhà. Ăn nhà cũng có. Mẹ ơi, I want water in the store. Ok, mẹ lấy chậm. Lâu phải ăn đủ qua đủ lạnh. Bây giờ mua đồ về nhà ăn cũng có luôn. Cả nhà hôm nay cũng như là nói chung quy là cái công việc nó quá chừng bận rộn luôn. Nói chung quy là sáng giờ là em của mình với con gái của mình không nghỉ tay luôn. Đóng hàng để đi xếp hàng. Quá trời là mọi người đã ủng hộ, mọi người gọi điện mua, mọi người mua hàng nên sáng giờ. Nè con, con giấy nè. Xem điện thoại rồi gói hàng. Cô chồng luôn buồn quá. Tới mà khi mà bây giờ mà nhớ sực ra để ăn thì có 3 giờ chiều rồi. 3 giờ chiều không có nấu được bữa ăn nào hết trơn. Chắc phải như nhà mà mình ví dụ như mình biết chạy xe, mình chạy xe thì được, nhưng mà không có bàn thì mình chở về xã mình đi chạy nên đó mua đồ cũng được ha. Vậy nấu nướng cũng được, tại vì mình chưa có bằng lái nên mình không dám cầm xe mình chạy ra đường, chứ mình lái xe thì ok. Không, nhưng mà tương lai đó là con sẽ tập cho ba. Đã có bằng lái. Để có gì cái ví dụ như con không rảnh á, ba chở mày đi chợ. Đó với lại sao này á, con không rảnh thì ba chở cho đi học được. Đúng không? Chú, chị tập luôn. Chị thôi, sợ con không có gì hết á, chị chạy không ra được đúng không? Đúng rồi. Được. Mẹ con nhát tay chứ gì hết. Khỏe luôn. Ờ, khỏe luôn. Lúc ở bên Việt Nam là Ngọc kêu mẹ giờ mẹ rảnh mẹ đi tập lái xe hơi đi. Để mẹ qua đây có gì con không đi chợ được đó thì mẹ đi chợ mẹ lái được kia. Chị nói không, chị thấy chiếc xe hơi lớn quá chị sợ. Bây giờ về cho em chạy, hôm nay em chạy không được á. Chứ đó là thiệt. Em chạy không được em sẽ bị té. Tại vì ở đây á mấy năm rồi em ngồi trong xe hơi xong
bây giờ mình đi xe tự ở ngoài á, đông xe quá, Sài Gòn đông xe lắm mà, đúng rồi. Con chóng mặt luôn. Yeah. Mà không biết làm sao nha. Ngày xưa mình chạy ông đa, mình dựng được cái chiếc ông đa quá nó quen. Bây giờ lên tới mà dựng sao nó nặng dữ quá. Chú có bị vậy không? Nãy qua là có chứ là. Ừ, ổn vậy đó. Hồi đó là chú chạy xe mà cứ vừa tới là xui là chân chú đá cái gác chân xuống là chú bước xuống luôn chứ đâu có cần mà chú mà dựng sơn xe nữa cả. Lúc thầu thanh niên chú cũng bay bướm lắm chứ, chú chạy xe cũng là trong những tay đua đó chứ. Dữ rồi. Thứ sáu trong làng đó là nó thấy cái xe của chú là thôi với tay nào dám đua với chú. Xe của chú Bình mà quẹt cái tay vô không có miếng bụi nha. Wow. Luôn á, bóng luôn. Xe chú chạy về tới nhà cái chú nè. Còn cái chạy cái bánh dưới á. Kêu con. Bình cái bánh lên luôn, chạy có một bánh một phải tới ha. Quá dữ luôn. Mỗi lần mà chú chạy về dưới quê là coi như là mấy anh ở dưới cái quê là chạy ra coi chú biểu diễn không á chứ. Chạy là chú đưa lấy đi xe rồi mà hai chân để lên ghi đông xe em hả? Dữ hả? Biểu diễn hả? Yeah. Ngầu lắm á. Còn thanh niên chú cũng rất tiếc là lúc đó con chưa có. Mời chị cũng không có quay cho mọi người coi được tiếc ghê không? Ở đâu dưới đầu gối á. Chú Quỳnh hồi xưa mang theo cái vỏ. Trong cái vỏ nếu mà ba bộ đồ là sẽ có ba đôi giày. Bộ đồ nào là cái đôi giày đó chứ chú không có. Không phải là mặc hai ba bộ đồ cũng mang một đôi giày không có. Tính chú từ hồi xưa tới bây giờ vậy. Mỗi người có một cái tính à? Mình nói với em cả nhà nói thường cái hồi đó đi đi làm anh em đi với cha quá sống với nhau á, ví dụ như tất cả những cái gì mà tại vì anh này là anh khoái anh trùng cái đẹp anh ưa cái màu đen nên tất cả những gì anh cũng dành riêng cho anh hết. Nhưng là anh ấy thì anh bốn thì Bình Dân em biết rồi, anh bốn thì cái gì cũng được hết trơn á, chỉ cho em út mình nó đẹp rồi nó ok rồi mình thấy mình mừng rồi. À, vậy anh nói là vậy á, chú cái đẹp à, chú cái đẹp, chú cái đẹp, ưa cái màu đen, màu đen không? Ủa, tới bây giờ luôn mà thấy anh tới bây giờ chú tới bây giờ cũng vậy, cũng vậy. Anh có chịu nổi không? Đó là ở trong trong bệnh viện á là phải bận đồ bệnh viện đúng không? Ừ. Em vô tới nơi em bỡ ngỡ, ta bận nguyên bộ đồ quần jean đồ áo sơ mi đồ ngon lành luôn. Có nhiều cô y tá vô hỏi rồi á, cứ bệnh nhân đâu rồi. Anh mới nói bệnh nhân đây nè. Sao mà bệnh nhân thì kỳ vậy? Bệnh nhân thường thường vô nó mặc theo cái áo của bệnh viện đó chị. Mặc cái áo đó nhìn thấy thảm quá, ai không chịu được. Đúng, lúc nào cũng đẹp, mặc áo là xuống tinh thần luôn không? Xuống tinh thần. Bạn áo xuống mặc áo thấy người xuống tinh thần quá. Chiếc áo bà ba đó thôi, không dám mặc. Áo bà ba. Mấy cô y tá cười lắm, vô gõ cửa hỏi ủi, bệnh nhân đâu? Nên bệnh nhân đang ngồi đây nè. Mày ăn thử này nè. Này ngon nè. Khá mày ngồi xa quá. Này cái này tiếng Hàn, tiếng Hòn gọi là chấp chê. Chấp chê. Chấp chê đó hả? Tiếng Hòn đó. Chú ăn gì không? Tôi ăn miếng này không? Cái này cũng ngon lắm nè. Không ăn này đâu mà tao ăn cơm trắng rồi. Là cái tập tôi ngày xưa mỗi lần đi tới đâu là tìm quán cà phê mà nhạc hay á, phải đi hỏi trước cái vùng đó. Ở đây quán cà phê nào mà nhạc hay nhất hả? Hỏi mấy anh thanh niên đi gần vòng đó là coi như là đến đó là coi như là xong công việc làm ăn là chú ra quán cà phê chú ngồi mình chơi nghe mấy bài nhạc. Nói chung chú hát cũng hay mà làm cũng hay. Như tối rồi nè, mẹ với ba đi ngủ hết rồi, còn con với chú với thím thích. Cái con nói chú, chú ra lấy cái loa. Tại vì chú có một cái loa nghe nhạc riêng, mới vừa sắm cái đó đây, cho nó nghe cho nó gọn. Chú lấy cái loa đem vô nhà. Thường cái loa đó nằm ngoài ra á, đem vô nhà mở nhạc nghe rồi kết nối chung với điện thoại. Cái chú cũng phải, cái thường thường là mình mở cái loa đó là nghe đủ rồi. Nhưng mà chú cũng phải đem vô một cái mixer để là hả, chỉnh cái này, chỉnh cái kia, chỉnh cái nọ để nghe cho nó toàn cái âm thanh luôn. Không, con thấy chú có chú rất là đam mê. Chú rất là đam mê từng thời thanh niên tới giờ mấy chục năm. Từng cái bát, từng cái echo của nó là nó cũng phải đấy. Chú mở ra là nghe không? Anh mở lên nghe tiếng nhạc là được rồi phải không?
còn ba là chị thua. Anh không nào vậy? Không hai không. Anh em anh nào vậy? Mỗi người mỗi tấm, ba con thì chưa giờ giản dị bình dân dạ, quen. Có cái gì ăn cũng được, có cái gì mặc cũng được, có cái gì mang cũng được. Không có la cãi, không có nói năng gì hết trơn. Mà đặc biệt cái đâu, gì, ngày xưa anh thanh niên anh chưa vợ chưa ấy không, chưa vợ anh cũng dữ dằn lắm chứ, anh cũng nhịn dữ lắm chứ. Không, chưa vợ thì sao nói có, vậy? Không có. Anh muốn sao để tóc dài ra không? Tóc dài. Nhất chỉ giống nhất tóc hoài. Lấy biệt danh là Hoàng Công mà. Hồi đó nói cho quy hồi trai trẻ thì cũng có phù sơ đúng không? Ừ. Sí, ngày xưa là ba cặp quy đeo kiếm ri băng không à? Đúng à. Còn đeo kiếm ri băng không? Cái răng mà mặc cái tròn tròn một rồi á, trời á, giỏi quá ta. Dữ lắm kêu không đánh đâu nhưng mà cái lại lấy đá rồi lấy cái đít sao này á. Em ba cầm đít đá cái cho em uống nó lớn lên. Nó nói rồi cái thời bao cấp mình chơi là năm bộ đồ vest mẫu màu khác nhau nữa chứ. Đúng rồi. Đó. Ở bên trong là mặc mấy cái áo xích bóng màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu xấu. Tay giống như cái bông sen vậy nè. Anh dữ lắm chứ phải giờ lên đâu. Tùy theo thời đó. Thời, thời đó là thời mô đen đó. Thời đó là với lại đó là dữ rồi đó mà. Với lại ba con á. May mấy cái bộ đồ đó để làm gì nó rất là tiện lợi lên sân khấu. Bởi vì tối lại thường thường ba con hay hát nhiều. À, ví dụ như mấy đoàn cả nhà, mấy đoàn cải lương rồi đó. Ba con ngày xưa chơi chung với lại mấy anh cải lương như là Hoài Thanh này ha. Rồi nhiều lắm, ba con chơi thanh đó, như Minh Phụng nè, Dân Tử, Dân Tử nè, Duy Khánh nè. Cái đó là bây giờ mọi người mới biết nghe chú nè. Hả? Cái đó là bây giờ mình biết. Đó là ông anh ngày xưa, như là tối lại chương trình ví dụ đoàn cải lương á. Tôi còn nhớ Duy Anh nè. Cái lúc cái đoàn cải lương về tại ở hát thị xã Cao Lãnh không nè. Lệ Nguyên với anh gì Hoài Thanh phải không? Hoài Thanh. Hoài Thanh với Lệ Nguyên. Ở chung khách sạn với anh em mình phải không à? Cái xong xuôi tối mời anh Hoàng Công ơi tối cải lương nhưng mà anh lên anh mở màn vài chương trình ca nhạc một vài bản đầu tiên. Ở ba con mở màn ừ. Khán giả cũng chú đứng dưới chú vỗ tay quá trời. Nhưng mà em mắc cười nhất là không phải là mắc cười mà nghe anh Bốn hát rồi á là các bạn biết không? À, mình bắt đầu dưới đây mình sẽ đếm anh ha. Đếm nào? 1 2 3 chín đếm là 1 2 3 và ba sẽ làm gì con biết không? Thải cái microphone. Thải cái microphone. Gần ở đây là nhập lại hả? Bởi ba ly mình xình giờ hát không dám mà hỏi. Phong cách đó. Phong cách thập niên 80. Tiếng nghe hát rồi nha là bắt đầu tiếng nó nè. Nè 1 2 3 thải đi. Ồ, nghe cái thời đó mà. Tôi có cầm cái microphone lắc cái tay đi luôn vậy đó. Làm cái tiệp vậy đó. Ba mà phải cái thời này là ba nổi tiếng luôn là ca sĩ Thải My. Đổi lên đây là ca sĩ Thải My á. Thải My nhìn microphone á. Miro. Đó ba thì cái gì cũng không hay lắm. Mình cũng chút thôi ha. Kể sao mà đũa gấp đồ ăn để lấy ăn luôn. Cái đũa gì đó mình cũng dò. Sống cũng có cái phong cách lắm, có phong cách nghệ sĩ lắm. Hai đứa cháu nội mình giờ giống y ông nội thì thương. Vậy hả? Dạ, nó hát lắm. Trời ơi. Nó hát rồi, mai micro nó cũng quẹo quẹo quẹo. Giống y ông nội. Nó nói tiền thổi không mẹ hả? Nói mẹ kìa. Nó mà con mình lấy là nhỏ mặt là Bốn hát là. Nhớ hồi mà Bổng Ngọc hát cái mà dắt con coi gì? Còn nhỏ nhỏ mà xuống nhà hàng nổi ở Bạch Đằng á. Nhớ không? Cái thời đó là lúc con mấy tuổi ta? 7-8 tuổi à? Nhỏ có 7-8 tuổi mà lên sân khấu hát rồi đó. Dạng lắm, Ngọc cũng dạng. Đi con tóc đuôi gà. Hai đuôi trẻ. Đi ăn tới nhà hàng nào mà có hát là ba chạy lên đăng ký cho con gái lên hát hả? Thì thầm mùa xuân với lại cái bài nụ hôn bất ngờ. Chú kể cho con nghe. Nhờ chú với ba con hát vậy đó. Mà công nhận phải nói á, cũng được người ta thương vậy. Hồi mà hồi khi mình về quê đó. À, khi mà bắt đầu cái giải phóng xong đó chị biết không? Cái bắt đầu cái là ai về đâu ai nấy. Lúc đó anh em ở ngoài thành phố Tâm Kỳ món hả? Dọn về quê Đài Lộc chị Bảy. Về đó thì á, người ta mới đưa ra những cái cuộc tranh đua với nhau. Là cái ấp này á, tổ chức dân nghề đó chị. Ví dụ như ấp Hòa Thạch, rồi cái ấp Đại Quang, ấp gì đó món hả? À, 55 này là đại khái vậy đó. Thi chương trình văn nghệ. Mà khổ nổi là chị biết cái ấp của em á, là những người ở người quê người ta mộc mạc lâu năm hết trơn rồi à, ít có ai mà đừng ca sáu thổi và ca hát hết trơn á.
hình dung đảng nguyên gia đình em về ngay cái ấp đó chị ơi. Ông trưởng ấp ông mới giao hết cho anh em tụi em. Ông giao anh ấy là có đồng cái nguyên gia đình anh em là coi thành lập đội văn nghệ để biểu diễn đua với cái ấp kia. Ông nó cũng hên. Cũng hên mới được sao cũng hên. Trời ơi anh em mà. Lúc đó là bác hai con hả không? Là trưởng đơ ban văn nghệ không? Rồi tới bác ba, rồi tới chú ba con, rồi tới chú cô sáu, rồi những cá đình ra tập trung làm diễn biểu diễn văn nghệ hết. Đó. Anh nhớ tôi đóng cái hoạt cảnh hai bé Hòa Vang. Trời ơi bà con xúc động con ơi. Trời đất ơi, được giải nhất luôn. Bên này ba con cá, bất hai đợn, anh trống. Anh nhỏ gì con của bà Văn Việt. Con bé đó đóng vai chung với tôi cái cảnh hai em bé đó. Tôi còn nhớ hoài à. Mà sáng tác nhạc đó là hồi đó bà ngoại, bà nội con đạo diễn. Đúng rồi. Bà nội đạo diễn, bà nội chỉ bắn ra cái đó. Cái vở kịch đó của bà nội đó. Phải không? Bà là người tự viết nghĩ ra. Không, bà lấy là cái vở kịch của thời Pháp. Chú còn nhớ như cái bà hai em bé Hòa Vang sống trong ngày tháng điên tàn hả? Mà em khuất bóng non ngàn từ ngày hai em mới sinh ra. Anh hát em nhớ là cha em làm ơn quên năm nuôi con ngày tháng qua hòn vào nhà thì thấy đón con đâu cha con mới ở tập lều do siêu em chăn trâu thuê chị đi cấy mướn bán chú diễn cái bài đó không biết sao mà lúc đó chú còn trẻ nhập tâm. Có mười mấy tuổi mà nó nhập tâm mà khán giả ngồi nó khóc ròng rãi trời đội cái nước cười cái gia đình mình được giải nhất bằng áo đèn ra chỉ gì chứ không con cái bắt đầu cái từ đó cái cột mốc từ đó rồi chú kể tiếp cái câu chuyện để cho nghe nữa cái chuyện câu chuyện đời xưa rồi giờ thường của anh đây mà chuyện này cũng xa xưa lắm đầu 30 mấy gần 40 năm về trước món ăn rồi cái bắt đầu cái tiếp tục con biết không ba con với lại chú với lại tất cả các bác con thì ở mình ở phố mình về thì mình đâu có biết lao động đâu con đâu ai biết cũng đắt làm gì đâu rồi xong xuôi nhất cái là nếu cái quê của mình là tới cái mùa bắp anh bảo nhé không mùa bắp mùa dưa hấu mùa tất cả các thứ đó cái hai anh em chàng giai chị bảy bình đi ra coi người ta hay bắp đi ra ngoài bùng á trời ơi ra mấy người kêu cho ê công bình hả lại đây cháu ngoại ông Tôn kìa phải không cháu ngoại mình là bà ông Nguyễn cháu ngoại ông Nguyễn hay cháu ngoại mình lại đây con lại đây mỗi đứa hát bài đi bọn hát trước ê bắt sao cái là người ta cho hai anh em bắt bà hát bắt giác về bắt khỏi đi mất ta cho trời lúc hai anh em cứ đi hát cái đó không mà cười thiệt nhà không trồng bắp mà cuối cùng bắp quá trời luôn không trồng dưa cũng có dưa hấu ăn quá trời hai anh em cứ vậy đó tới mùa hai anh em chạy ra người ta kêu hát đi hát cô cho trái dưa hai anh em đứng hát sướng đó, vui à mà hát nghêu ngao vậy đó nghêu ngao họ không biết mắc cỡ không biết mắc cỡ đứng giữa nắng giữa đồ cũng ca hai anh em ca hát mồ hôi sâu nước mắt cười mà ngược lại gia đình thì nhân nghệ không mà có mấy em dâu chị dâu là lại không nhân nghệ thôi vậy cũng mừng chứ nếu mà nhân nghệ cho rồi cả gia đình nghệ luôn nhàn khe hết trơn chị hát còn mà cũng hay nha cũng không mấy cô dâu nhà mình không ai hát ha đúng rồi mấy người thím dâu đồ này kia bác ba bác ba bác hai bốn là mẹ năm không có tám chín mười đồ không có ai hát mà lại thích nghe mấy ông hát ngồi vỗ tay đó vậy đó cái câu chuyện rất là vui câu chuyện anh em ý nghĩa mà nó đi trong lòng anh em mình hầu như đến cả cuộc đời này luôn á anh bố ha rồi bây giờ tới con thì con ngồi con hát trên livestream rồi mọi người thả tim đó vậy đó trên nữa con chú hát là đâu có được ai thả tim đâu không ai thả tim giống như là cái gen của nhà mình luôn á cả nhà ơi tại vì cả nhà thấy mẹ chồng mình đó 80 mấy tuổi rồi nhưng mà nói bà nội hát đi bà nội vẫn hát đi vẫn hát vậy á vui anh, lắm anh bốn còn nhớ đây mấy chục năm về trước mà khi bạn em vô Sài Gòn rồi đó vô Sài Gòn lúc mà mình ở ngay Lê Hồng Phong á, phải không? Anh nhớ cái tay mà ở Campuchia mà chuyên môn buôn bán xe Campuchia qua anh nhớ không? Nhớ. Anh nhớ cái thầy đó thì thích tôi hát cái bài gì mà tối nào thầy cũng về kêu tôi ca cái bài đó không? Là anh còn nhớ không nè? Thầy Trần đó tên là Hải. Anh đó tên là Hải. Hải. Buôn bán xe miên. Chuyên buôn bán xe miên con. Tập kết xe miên ra bên từ ở bên Campuchia Phnom Penh á về Sài Gòn mà kết chú bữa đó vô tình. Chú ngồi trước cái quán cốc thôi
chú cầm cái đờn chú ngồi cái anh cũng đi buôn bán xe về cũng ở trong cái khách sạn đó luôn. Rồi bắt đầu cái đi qua ra đi lại thì anh em chào chào. Cái bắt đầu cái ảnh hôm đó ảnh hứng thú sao nói ok anh thôi anh mời mấy em trứng vịt lộn á, trứng vịt lộn quán cốc đó. Cái anh mời cái nói chú hôm bữa mình đi về đi ngang qua nghe chú ca cái bài này hay quá. Bây giờ chú có thể ca lại dùm cho tôi nghe bài được không? Chú ca lại xong xuôi bắt đầu cái là tối nào cũng về làm gì làm. Rồi bắt đầu có mời chú đi ăn, ăn trong chú hát cái đời ngồi hát cái bài này. Sống trên cuộc đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Mà cái bài đó là coi như là cách 30 mấy năm về trước mà chú ca cái bài đó, chú cầm cái đàn chú hát. Mà ngày xưa chú mê đàn lắm kìa. Cái bắt đầu cái từ lúc cái thi có vợ có đồ xong xuôi bắt đầu từ từ cái tay nó cứng lại rồi không dập tới cái đời nữa đó con. Rồi vẫn có cái cây đàn để đó lâu lâu cầm lên cái đánh là cái nó đau tay đau đầu quá cái tự nhiên thải xuống mình lo mình làm công việc cơm áo gạo tiền đó con. Rồi bắt đầu cái chú lại cây đàn để mà nhìn nó để mình nhớ là những kỷ niệm xưa thôi chứ còn bây giờ không có thời gian để ngồi mà tập luyện hay là đánh thêm cho cái tay nghề nó lên con hiểu không, cái bài bản nó lên như vậy càng ngày nó càng lụi tàn. Văn ông bỏ liền nhưng mà dù sao thì thời trẻ mình cũng không biết thời để nhớ có không có chứ không vui giờ mới có cái ôn là kỷ niệm mới nhớ đúng rồi cô. Sao chú Bình đó là có cô sáu hay lắm, cô sáu hát cũng hay mà cô sáu hát cũng hay lắm chuẩn luôn á, cô sáu hát là rồi. Cái giọng của con chắc giống cô sáu thì phải đúng rồi. Cái giọng của con cũng giống, cái tướng con cũng giống. Mà cô Sáu, cái giọng cô Sáu sau này không có lưu luyện bằng con. Em xí một cái thím thích cô Sáu hát cái bản gì mà Trả hết cho người, trả sao cái giọng cô xương khô. Hát mà còn không chế biết, có hồi bữa con về Việt Nam có lần con live stream cô Sáu hát cái bài của Lệ Quyên á. Cái giọng cô Sáu khàn lắm. Nhưng mà biết sao cũng là cô Sáu như năm nay nhiêu rồi ta? Cô Sáu năm mấy rồi. Nhưng mà hát vậy là còn quá hay rồi. Quá hay. Hay em thiếp nhiều. Con Nhung hát cũng hay. Con Nhung ca cũng hay. Hút ca cũng hay. Hút ca cũng hay. Em hát xấu hổ quá. Cũng vui thì đó mọi người. Nói chung là một ngày làm việc rất là bận rộn, cực lực. Nhưng mà cuối cùng thì cả gia đình cũng có những cái món ăn cũng rất là ngon miệng, vừa miệng mọi người. Rồi làm một cái video để tâm sự với mọi người, chúc cho vui. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn luôn yêu thương và ủng hộ gia đình nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye. Chào cả nhà.